Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Hướng Nhãn Channel. Hôm nay các bạn sẽ cùng mình về lại Kiên Giang và ghé thăm huyện Châu Thành, Tắc Trậu để thưởng thức đặc sản nơi đây nha. Bây giờ mời các bạn ghé vào các quầy hàng bên đường để thưởng thức các món dừa nước và khóm Tắc Trậu. Mời các bạn. Sau khi thưởng thức xong trái dừa nước, chúng ta đi tham quan vườn khóm. Như các bạn đã biết, khóm Tắc Trậu thì được trồng ở dưới thửa đất cao, bao quanh là những con kênh ngập nước, và bên trên là những cây dừa, cây cao che chắn, tạo nên một cái vùng trồng khóm đặc biệt ở miền Châu Thành, Tắc Trậu, Kiên Giang. Loài khóm của miền Tắc Trậu, Kiên Giang đã được thu hoạch vào tháng 4 đến tháng 5. Mặc dù đất đai ở đây bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, nhưng lại đậm chất phù sa do các con sông bồi đắp, nên rất thích hợp để trồng khóm. Khóm ở đây có hương vị đặc trưng, giữ được sự tươi ngọt của nó trong thời gian dài mà không phải nơi nào có được. Thịt của quả khóm có màu vàng đậm, mùi thơm đặc trưng. Cũng nhờ chất phù sa của chất mặn mà vị khóm ở đây có vị ngọt, ăn không gắt lưỡi. Bên cạnh đó, do khóm trồng xen với cây dừa và cây cao nên ít bị tác động của ánh nắng trực tiếp. Vì thế hình dáng trái khóm ở đây không bị thon ở phần ngọn mà nó tròn đều rất đẹp nha các bạn. Cân ký, cân ký tính tiền á, 20 ngàn. Em sẽ lại ngon đó em. Okay. Ngọt ra lửa, ngọt ra ta lửa đi. Có củ lụng lượt ngon lắm kìa, tương quay. Đây chứ. Củ lụng lượt lắm. Quay được 30. Mình vừa như vậy đàn hồi mình cầm miếng khóm mình ăn ngay đó luôn hả chị? Dạ.
Tại vì giạt ra bỏ xác luôn không có tới cái mắt. Rồi cái là ăn liền, ăn quỷ cổ lắm. Số này gọt xong chưa ạ? Đó có đồ gọt. Vậy cho nó ngon. Hôm nay chồng gọt còn 11 rồi. Vậy mới bán được gì? Trời ơi. Chết. Cái đó chắc ngon cái này quá. Cái nào cũng ngon. Trời ơi. Ăn thử đi, ngon lắm. Ăn đây luôn hay là ăn luôn chị. Xẻ một một trái là 4 miếng đi. 4 miếng là 8 người. Cho Linh chị có dĩa kìa. Kiểu em đã rồi á. Em mời muối ớt. Đây. Nhân. Ngồi luôn hả? Ừ. Ăn gì cho ngon. Đắp cơm à. Được. Không có chúng à, thử đấy. Nè, nó đủ chưa? Là ầm miếng đi mới lấy vợ kiên giang được chứ trời. Kiên giang không ăn khớp này. Ừ, miếng. Ta muối vô. Đó, chia ra để đỏ đi. Khớp vô. Nhét muối thì được không? Rồi người quay có được ăn không? Được. Được hả? Ăn sao? Chị làm cho cưng ly mà anh Nhật không có cho con ăn gì nữa. Có tài xế nó chạy đâu ăn được. Em ăn gọi chị ơi. Nhờ chị á. Chứ không có chị sức mấy sống nổi.